Vâng, và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân bóng đá Đầm Sen. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến các thủ Duy Quý FC. Họ sẽ hành quân đến đây để đối đầu cùng với các thủ Huy Long FC. Phạm Nguyên trọng biên cho thằng Hải Trang. Đó là một pha xử lý đột phá vào trung lộ. Hồ Thư, Hồ Thư đây rồi. Cú đá của Hồ Thư đã đi quá thiếu chính xác rồi. Và ở trong tình huống vừa rồi là một tình huống có thể nói là đội bóng Duy Quý FC đã có một pha phối hợp tốt. Nhưng ở trong tình huống vừa rồi, Hồ Thư ít nhiều cũng đã có một vài cơ hội. Vẫn còn không có tình huống phạm lỗi. Chính xác, trọng tài đã cho hưởng phép lợi thế ở trong tình huống tấn công này của các đội FC Duy Quý. Mimacini không vào. Cơ hội đã trôi qua nhưng vẫn sẽ có làm một cơ hội khác dành cho các đội FC Duy Quý. Đường truyền của Phát Nguyên không được. Mọi thứ đã trôi qua rồi. Rất đáng tiếc cho tình huống dứt điểm vừa qua. Một pha truy cản tốt đến từ cầu thủ của hàng phòng ngự bên phía FC Huy Long. Một cơ hội, một khoảng trống lớn. Dứt điểm. Wow! Lần này thì các cầu thủ bên phía FC Duy Quý cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Và người đá chạm bóng cuối cùng ở trong tình huống vừa qua đó là cầu thủ áo số 11 là Pháp Nguyễn. Pháp Nguyễn đã có một tình huống xử lý rất là tinh tế. Một pha xử lý một chạm để giúp cho các cầu thủ của FC Duy Quý có được pha làm bàn mở tỷ số. Tình huống lao lên đến từ vị trí của số 8 đó là anh Quốc Hưng. Chuyền hay, Stan Văn Thái. Quang ơi, cơ ơi. Vào. Sù. Một đều. Như vậy đó là pha làm bàn để gỡ hòa dành cho các thủ bên phía FC Huy Long. Một pha đột phá rất hay sau khi nhận đường truyền của tiền vệ báo số 27. Một pha xử lý kỹ thuật tốt qua người và kiến tạo khoảng trống cho chính bản thân của Steven Thái. Và anh đã tung ra một tình huống dứt điểm quá khó để làm rung mảnh lưới của FC Duy Quý. Như vậy là chiếc thẻ vàng được rút ra cầu thủ số 8 đó là Quốc Hưng. Đình Thi là chân sút đứng trước vào ống này. Chúng ta thấy là ở góc nhìn này, góc sút là bao la. Không được. Rõ ràng là cầu thủ mang số 8 Đình Thi đã nhìn thấy khoảng trống đấy. Nhưng mà cuối cùng tình huống ra chân của anh thì đã tiềm ngay vào vị trí thủ môn bên phía FC Duy Quý, thủ thành Thành Diệm. Và vẫn có những tiền vệ chất lượng trong đội hình của câu lạc bộ đội báo vàng, có cả cầu thủ áo số 16 Steven Thái, có sự góp mặt của cầu thủ áo số 27. Dứt điểm rất nguy hiểm, tuyệt vời. Đó là một bàn thắng có thể nói là vô cùng đẹp mắt được tạo ra, một cú đá từ xa, một cú ná đại bác, và khiến cho thủ thành Tú Địch Gia đã hoàn toàn bất lực ở trong tình huống vừa rồi. Như vậy cầu thủ đã ghi bàn. Có lẽ là chân sút mang áo số 5. Chúng ta cùng theo dõi lại cú đá này. Cú đá đi về góc hiểm và không có cơ hội nào dù cho nhỏ nhất để cho thủ thành Tú Đề Gia của Huy Lam có thể truy cản. Đối mặt dành cho các đội FC Duy Quý. Có thể dứt điểm. Và đó là bàn thắng thứ 3 dành cho các đội FC Duy Quý ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và vừa rồi người đã có công đó chính là Hùng Nhô. Chân sút mang áo số 4 Hùng Nhô của Duy Quý đã có được bàn thắng để nhân đôi cách biệt dành cho đội bóng áo đen. Một pha bóng mà hàng thủ của câu lạc bộ FC Duy Quý
đã bị vượt qua một cách hoàn toàn để cho Hùng Nho có cơ hội để đối mặt trực tiếp với khung thành của thủ môn Tú Đà Ghi. Quý hiểm. Và đó là một pha bóng mà có vẻ như là thủ thành Thành Diệm cùng với Minh Siêu đã không thể có một sự đề phòng, đã chơi rất thiếu tập trung. Và vừa rồi thì Trung Sơn đã ập vào rất nhanh để mang về bàn thắng giúp ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ FC Huy Long. Một pha bóng mà tưởng chừng như chẳng có gì cả, nhưng mà Vĩnh Siêu cùng với Thành Diệm đã không thể có được sự hiểu ý nhau, không thể có được sự ổn định và chắc chắn. Còn đối với Huy Long FC thì dù muốn họ cũng đang rất khó để có được nhiều giải pháp. Steven Thái, Trung Sơn, Steven Thái, tiếp tục là Steven Thái, cú đúp của cầu thủ mang áo số 16 để một lần nữa giúp cho FC Huy Long có được pha làm bàn quân bình cách biệt. Tiếp tục là tình huống lên bóng dành cho Huy Long. Huy Long càng đá càng sung. Steven Thái. Ở trong tình huống xử lý hay vừa qua thì Steven Thái đã mang về một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ đội bóng vàng. Cơ quá nhanh, quá nguy hiểm được tạo ra bởi Steven Thái cùng với Danh Lùi. Lần đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay mà Huy Long FC họ đã vươn lên dẫn trước các cầu thủ FC Duy Quý. Và thật sự là ở trong tình huống này, cầu thủ mang số 16 là Steven Thái đủ nhanh. Và hàng thủ, các cầu thủ đứng trước hàng rào ở tình huống đó cũng không thật sự là chủ động. Họ đã quá bị động ở trong tình huống triển khai nhanh của đối phương. Steven Thái chuyền bóng cho Danh Lùi và lập tức đó là một pha đối mặt ngay của cầu thủ mang số 14. Không được. Rất khéo Quốc Hưng. Quốc Hưng đã vượt qua sự truy cản của cầu thủ đối phương. Nhưng pha chuyền bóng cũng nguy hiểm. Cơ hội và chắc chắn đó là bàn thắng cơ hội dành cho các cầu thủ FC Duy Quý. Có lẽ là ở trong tình huống vừa rồi thì Tú Đình Gia cần phải chơi tốt hơn. Nhưng vừa rồi anh đã có sự chủ quan và để cho đối phương cướp bóng dễ dàng. Và dường như nhiệm vụ cho cầu thủ bên phía FC Duy Quý là tương đối dễ rồi. Khung thành gần như đã bị bỏ trống. Quá đơn giản. Quá đơn giản ở trong tình huống vừa qua. Cơ hội. Bây giờ mới là những thể lực của các cầu thủ Duy Quý đã tạo ra sự lấn lướt ở trong từng đợt lên bóng của họ. Và Mỹ Man City cũng đã tận dụng được điều này. Anh đã lướt đi và vượt qua được sự đeo bám của các cầu thủ đội bóng áo vàng trước khi dứt điểm dễ dàng vào khung thành của thủ môn Tú Đà Ghi. Mỹ Man City. Và đó là bàn thắng tiếp theo rồi. Bàn thắng tiếp theo. Như vậy là cầu thủ mang số 16. Số 16 của FC Duy Quý đã có được bàn thắng đầu tiên ở trong trận đấu này. Như vậy thể lực của các cầu thủ FC Huy Long bây giờ mới chính thức bị ảnh hưởng. Và họ đã không còn duy trì được sự ổn định nữa. Họ đã không còn duy trì được sự chắc chắn nữa rồi. Cách biệt bây giờ là 2 bàn. Chế bóng vào. Không được. Đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu rồi. Một màn đấu mà chúng ta thấy là hiệp 2 đã thi đấu vô cùng sôi động của cả đôi bên. Hai đội đã cống hiến cho khán giả rất nhiều bàn thắng. Cuối cùng thì Duy Quý cũng đã giành được thắng lợi chung cuộc.
ở những khoảng thời gian đầu họ đã để cho đối phương dẫn 3-1. Nhưng rồi sau đó Duy Quý cũng đã biết cách để vươn lên và sau đó mang về chiến thắng chung cuộc ở cuộc đối đầu ngày hôm nay. Xin chúc mừng cho chiến thắng ngày hôm nay của FC Duy Quý. Và đến đây buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những trận đấu khác.